Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ trả lời cho một số bạn khán giả hỏi câu hỏi khi dâm cành chanh có cần tưới nước không? Thì đây mình có một cành chanh mình dâm ở trong túi bóng đây. Thì tí nữa mình sẽ trả lời cho các bạn là dâm cành chanh có cần tưới nước không nha các bạn. Thì trước tiên nói về cái việc dâm cành chanh có phải tưới nước không thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tưới nước cho các cái cành chanh mà khi mình bỏ túi bóng rồi nhé. Đây là những cành chanh mà mình đã bỏ túi bóng rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cách tưới đúng và cách tưới sai nhé các bạn. Đây mình sẽ cho hai cái cây này vào đây để làm mẫu cho các bạn. Một bên là tưới đúng, một bên là tưới sai nha các bạn. Đấy, khi mà cái cành chanh của mình được khoảng 30 ngày là nó đã ra rễ thì mình có thể bỏ túi bóng ra được. Thì sau khi bỏ túi bóng thì mình sẽ phải tưới nước như thế nào cho đúng để cho cây chanh sau khi nó đã bật mầm và ra rễ nó sẽ sống được nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách, một cách là tưới nước đúng, một cách là tưới nước sai nha các bạn. Thì trước tiên mình sẽ chia sẻ cách tưới nước đúng cây bên này nhé. Mình sẽ tưới nước, cách tưới nước đúng để cho cây sống nha các bạn. Nghĩa là nếu mà trời nắng thì một ngày chỉ tưới một lần, còn trời mát thì có thể là 2 hoặc 3 ngày mới phải tưới một lần các bạn. Đây là đêm trong trường hợp trời nắng nhé, mỗi ngày là các bạn tưới một lần. Đấy các bạn, thì tưới ít như thế thôi thì nó mới sống được. Chứ nếu mà tưới sai như cây bên này, mình sẽ chia sẻ cách tưới sai này. Cái sai này là cây rất là dễ chết này. Đấy, khi mình tưới đậm nước như này, ngày nào mình cũng tưới thì cây rất dễ bị úng gốc và dễ chết. Đấy, thì khi tưới đúng là mình chỉ tưới rất là ít thôi nhé các bạn. Đây mình ví dụ lại cho các bạn nhìn này. Đây tưới rồi nhưng mình ví dụ lại nhé. Đấy, một chút thế thôi. Đấy là trong các cái trường hợp ngày thì ngày nắng. Đây, hoặc các bạn có thể tưới theo cách này. Đây mình có hai cây đây. Đây mình sẽ tưới cho các bạn. Nếu mà các bạn dùng bằng cái vòi xịt mili này thì mình cũng cho các bạn xem cách tưới đúng này các bạn. Các bạn đếm khoảng tầm 5 giây thì các bạn dừng. Còn bên này tưới sai đây. Các bạn tưới khoảng trên 10 giây. Trên 10 giây hoặc là các bạn đây bấm đúng này. Ví dụ các bạn bấm xịt, các bạn bấm khoảng 5 cái. Dùng cái vòi xịt này các bạn bóp khoảng 5 cái là xong. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy là trong vòng 1 ngày đấy. Các bạn phun chỉ một lần thôi. Còn nếu mà các bạn bấm trên 10 cái như này thì là tưới sai, cây bị dư nước. Mà khi cây non mà mới trồng mà mới ra rễ mà mình bấm mình tưới bị dư nước thì cây rất là dễ chết nha các bạn. Thế bây giờ mình sẽ vào cái câu hỏi mà các bạn hay hỏi nhé các bạn. Đây mình có một cái cành chanh, ví dụ mình dâm ở trong cái túi bóng như này. Thì nhiều bạn hỏi là sau khi dâm rồi có phải bỏ cái túi bóng này ra tưới cho cành chanh không? Đấy, thì mình nói cho các bạn nghe này. Nghĩa là khi mình bắt đầu dâm thì mình chỉ tưới một lần đầu tiên thôi. Sau khi đã bọc túi bóng rồi là các bạn không phải tưới nữa. Tại vì làm sao? Thì cái lượng nước ở dưới phần đất đây nó bốc hơi lên, nó đọng nước ở trên túi bóng này. Và xong nó lại khi đủ cái nước nó đủ độ nặng, đủ thành giọt thì nó lại giọt xuống thành một vòng tuần hoàn như thế. Thì coi là ta không phải tưới nữa. Mà khi mà các bạn mà sốt ruột quá, các bạn cứ mở cái túi bóng này ra xem nhiều ấy, thì cái cành chanh mình dâm ở phía trong này nó cũng rất là dễ hay chết. Thì tốt nhất là khi đã bọc túi bóng rồi là các bạn không được dở túi bóng ra nữa.
trong vòng khoảng 30 ngày mới được rở túi bóng nhé các bạn. Thế còn nhìn trong nhiều comment các bạn có hỏi thì các bạn thấy là bảo là mình khi mình làm clip mà dâm cành chanh thì không thấy mình tưới nước, thì cái hôm đó là do trời mưa thì cái vỏ bào của mình ấy nó bị ướt, thì do đó là mình khi mình trộn vào đất, trộn vào giá thể thì mình không cần tưới nữa, nó đủ độ ẩm rồi không cần tưới nữa. Chứ còn nếu khi mà đất cả cái vỏ bào của mình khô thì mình sẽ tưới cho nó một lần đầu tiên khi bắt đầu mình dâm xong, sau đó mình mới bọc túi bóng là được nha các bạn. Thế còn có những trường hợp mà các bạn có những trường hợp mà khác thì các bạn có thể theo phương pháp là các bạn nếu mà cái ly nhựa này các bạn không đục lỗ thì là các bạn phải trộn đất với cả vỏ bào, xong đó các bạn tưới cho nó một lượng nước vừa phải đủ độ ẩm, xong đó các bạn cho vào trong ly nhựa này để các bạn dâm cành nha các bạn. Đấy thì qua đây mình cũng trả lời cho một số bạn hay hỏi về cái vấn đề là dâm cành chanh có cần tưới nước không. Đấy thì qua cái clip này thì các bạn sẽ rõ hơn. Thế còn đây mình có mấy cái cây chanh mà mình đã dâm cành đấy các bạn. Thì khi mình dâm cành thì mình đã chuyển ra các cái chậu lớn hơn thì cây nó sẽ phát triển nhanh hơn. Còn ở phía dưới đây mình cũng có mấy cái cành này mình đang nó đã sống rồi, nhưng mà do thời tiết đợt này trời nắng quá nên mình không chuyển ra chậu vội thì nó vẫn phát triển rất là chậm. Khi mình để ở các cái chậu cũ như này thì nó phát triển rất là chậm, các cái ly nhựa bé này thì cây phát triển rất chậm nha các bạn. Thế khi mình chuyển sang các cái chậu to hơn một chút thì cây nó sẽ phát triển nhanh, và trong thời gian mà khi chuyển ra cái chậu to này thì sau đó khoảng tầm 1 tháng các bạn có thể tưới cho nó là phân LPK pha loãng nhé các bạn. Đây mình hay dùng cái loại phân LPK này, các bạn pha loãng khoảng tầm 1 lít nước thì các bạn chỉ pha khoảng tầm 2 gram thôi các bạn, 2 đến 3 gram là đủ. Thì các bạn tưới cho cái cây chanh nhỏ này, hoặc là các bạn có thể dùng nước vo gạo. Nước vo gạo các bạn là tưới cho cây chanh khi cành dâm đã có rễ và đã phát triển được rồi thì mình có thể dùng nước vo gạo này tưới thường xuyên cho cây thì cây cũng rất tốt. Đấy, đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn xem thấy có hữu ích nhớ like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.